trục điện tim sẽ nằm trên hướng của một cái chuyển đạo vuông góc với chuyển đạo A đó và ta gọi đó là chuyển đạo B. Bước 2 là nhìn trên chuyển đạo B xem là QRS dương hay âm. Nếu như QRS ở chuyển đạo B mà dương thì trục điện tim sẽ trùng với nửa dương của chuyển đạo B. Thế còn nếu như QRS ở chuyển đạo B mà âm thì trục điện tim sẽ trùng với nửa âm của chuyển đạo B. Bước 3 là ta làm cái bước điều chỉnh. Nhìn lại phức bộ QRS ở chuyển đạo A. Nếu nó hơi dương thì ta điều chỉnh mũi tên của trục điện tim độ khoảng 10 đến 15 độ về phía chiều dương của chuyển đạo A. Còn nếu nó hơi âm thì ta điều chỉnh trục điện tim 10 đến 15 độ về phía nửa trục âm của chuyển đạo A. Còn nếu như nó bằng 0 thì ta không phải điều chỉnh gì cả. Và khi đó, góc giữa trục điện tim và nửa dương của chuyển đạo 1 hay D1 sẽ được gọi là góc alpha và khi đó ta đã tính được góc alpha của điện tim. Bây giờ ta xem trục điện tim bình thường như thế nào và trục điện tim bệnh lý như thế nào. Bình thường trục điện tim sẽ hướng từ trên xuống dưới từ phải sang trái. Có góc alpha khoảng 60 độ và nó thường biến thiên từ 0 cho đến 90 độ. Trên điện tâm đồ thực hành thì để đọc nhanh trục điện tim thì trước đây chúng ta thường hay dựa vào hình ảnh QRS ở D1 và D3 hay chuyển đạo 1 và chuyển đạo 3 nhưng để chuyển đạo 1 và chuyển đạo 3 thì nó tạo thành một góc 120 độ cho nhiều trường hợp đánh giá nó sẽ khó, nhanh nó sẽ khó khăn cho nên nhiều tác giả đã sử dụng hình ảnh QRS ở chuyển đạo 1 và AVS AVS để đánh giá. Và chúng ta thấy rằng nếu như QRS ở D1 và AVF cùng dương, tức là cùng hướng lên trên đường đồng điện, thì ta có trục điện kim là trục trung gian. Nếu như QRS ở chuyển đạo 1 mà âm, ở AVF mà dương, thì ta có trục phải. Thế còn QRS ở chuyển đạo 1 hay D1 mà dương, còn ở AVF mà âm tức là hai cái mũi QRS nó ngoảnh xa ra nhau thì ta có đó là trục trái. Còn QRS cùng hướng xuống dưới tức là cùng âm thì ta có trục là không xác định hay có người còn gọi là trục vô định. Nếu như trường hợp QRS ở D1 hay chuyển đạo 1 mà dương nhưng ở AVF lại gần sấp xỉ bằng 0 thì người ta còn gọi đấy là trục xu hướng trái. Trái lại nếu QRS ở chuyển đạo 1 hay D1 gần bằng 0 ở AVF mà dương thì người ta còn gọi đấy là trục xu hướng phải. Đây là hình ảnh minh họa cho chúng ta thấy cách nhận biết nhanh cái trục điện tim. Thì ở đây ở D1 hay chuyển đạo 1 và AVF QRS đều dương thì là trục trung gian hay trục bình thường. Thế còn nếu như ở chuyển đạo 1 QS mà dương Ở AVF QS mà âm Tức là cái hình ảnh Cái mũi của QS nó hướng Đầu lá xa nhau Thì đấy là trục trái Thế còn nếu như ở chuyển đạo 1 QS mà âm AVF QS mà dương Mũi của cái hướng QS trúc đầu ở phía nhau Thì đó là trục phải Còn trong trường hợp Ở chuyển đạo 1 và AVF VS đều âm hướng xuống dưới thì đấy là trục vô định. Về mặt tư thế điện học của tim thì bình thường tim trong nằm trong lồng ngực là nằm hơi nghiêng và hướng từ trên xuống dưới và từ phải sang trái. Người ta gọi đó là tư thế tim trung gian. Để đánh giá tư thế tim thì người ta lại dựa vào hình dạng của QRS ở hai chuyển đạo là AVL và AVF. Nếu như QRS ở AVL và AVF đều dương như hình ảnh đây thì người ta gọi là tư thế tim trung gian. Trái lại, nếu như QRS ở AVL mà dương còn ở AVF mà âm như hình ảnh ở đây thì đấy là tư thế tim nằm. Trái lại, nếu như QS ở AVL mà âm, còn AVF mà dương, như ảnh ta thấy ở đây, thì đó là tư thế tim đứng. Bây giờ ta sang cái phần phân tích hình dạng các sóng trên địa tâm đồ. Đầu tiên ta đi về sóng P. Thiết là sóng P bình thường. Bình thường sóng P ở D1, D2, AVF, V3, V4, V5 và V6 bao giờ cũng dương. Còn ở D2, A, D3, AVL, V1 và V2 đa số là dương nhưng nó có thể âm nhẹ hoặc hai pha. Còn đối với AVR thì bao giờ nó cũng âm. Nhưng dù dương, âm hay hai pha thì sóng P có thể có móc nhẹ hay là trẻ đôi. Biên độ sóng P thường cao nhất ở chuyển đạo D2. Biên độ bình thường từ 5 đến 2 mm, trung bình là 1,2 mm ở trẻ em. Sóng P hơi cao hơn ở người lớn. Về thời gian của sóng P, tức bề rộng của sóng P lớn nhất là ở D2 với thời gian từ 5% cho đến 11% giây, trung bình là 8% giây. Thứ hai là sóng P bệnh lý. Thì trường hợp thứ nhất là sóng P bị biến dạng. Có thể là âm dẹt với thời với biên độ là dưới 0,5 mm và hẹp dưới 0, dưới 5% giây hoặc là 2 pha. Và ở các chuyển đạo đáng lẽ nó phải dương hoặc trẻ đôi có móc sâu, méo mó, chát đậm thì phải nghĩ tới tổn thương cục bộ ở nhĩ hay là phì đại nhĩ hoặc là rối loạn nhịp tim. Sóng P mà thấy âm ở D1 và ở cả AVL, V5, V6 là dấu hiệu đặc trưng của tim sang phải. Nếu như sóng P thay đổi hình dạng trên cùng một chuyển đạo thì có thể do ổ chủ nhịp lưu động hoặc là ngoại tâm thu nhĩ. Nếu như sóng P cao từ 2,5 mm trở lên và nhọn thì đó là dấu hiệu của dày nhĩ phải. Còn sóng P rộng với thời gian là từ 12% giây trở lên hoặc hai pha với pha âm rộng ở V1 thì đó là dấu hiệu của dày nhĩ trái. Còn trường hợp sóng P biến mất tức là sóng P đồng điện ở tất cả các chuyển đạo thì phải cố gắng áp dụng các biện pháp để tìm sóng P để chẩn đoán nhất là trong chẩn đoán các cái rối loạn nhịp tim. Đây là hình ảnh của cái sóng P bình thường ở D2 ở V1. Còn trong trường hợp dày nhĩ phải, chúng ta thấy sóng P nó cao hẳn lên và ở V1 chúng ta thấy pha dương rất cao và nhọn. Còn trong dày nhĩ trái, đây sóng P thì rộng như có móc với hai đỉnh. Còn ở V1 thì sóng P hai pha với pha âm là sâu và rộng. Còn dày hai nhĩ thì sóng P vừa cao vừa rộng và ở D2 và ở P1. Bây giờ sang cái phần khoảng PQ. Về cách đo thì đo từ khởi đầu của sóng P tới khởi đầu của sóng Q hay là khởi đầu của sóng L khi không có sóng Q. Khoảng PQ đại diện cho thời gian dẫn truyền xung động từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Và người ta thường đo PQ ở chuyển đạo D2 là tiêu biểu. Khoảng PQ bình thường là từ 12 cho đến 20% giây và trung bình là vào khoảng 15% giây. Ở trẻ em thì khoảng PQ hơi ngắn hơn một chút. Khi tần số tim nhanh thì khoảng PQ cũng thường hơi ngắn lại. Trong trường hợp PQ bệnh lý thì có thể là PQ dài ra, tức là khi PQ trên 20% giây đó là dấu hiệu của block kỹ thất cấp 1. Còn khi PQ ngắn tức là dưới 12% giây thường gặp trong hội chứng tiền kích thích tức thí dụ như hội chứng wolff parkinson hoặc là trong trường hợp nhịp nút trên, nhịp nhĩ hoặc là nhịp nhanh trên thất. Khi sóng P bị đứt tức là P và QRS không còn liên hệ gì với nhau thì có thể là dấu hiệu của phân ly nhĩ thất, block nhĩ thất cấp 2, cấp 3 hoặc là nhịp nhanh thất. Về phức bộ QRS, trước hết ta đi phần mô tả và ký hiệu các sóng của phức bộ QRS. Thì theo quy